mình vô lớp 6 phút chị rồi. Ơi, chị ơi. Đừng có cản nữa. 6 phút rồi em ơi, 6 phút rồi em ơi. Chị ơi, 6 phút rồi được vô nữa. Không được vô cái gì. Không có được vô 6 phút rồi không được vô. Thì hả bây giờ thay vì em đứng nói hả thì em cho chị vô đi là. Quy định là không được vô sau 6 phút. Trời ơi, tôi đóng mấy trăm triệu đây mà cô nói cái chuyện quy định cho tụi tôi. Em không biết nhưng mà quy định cấp trên em đưa xuống là không được vô sau 6 phút. Bây giờ sao? Bây giờ có cho vô hay không? Không được vô. Em đại này nói chuyện với tôi vô đó vậy hả? Nhưng mà quy định là không được vô em... Quy định thì quy định nhưng mà bây giờ có 6 phút thì em đứng đây hả? Em nói gì với tôi thì em cho tôi vô thì cái chuyện nó khác rồi. Vậy em đứng đây em nói chuyện có được cái gì không? Thì em làm tốt thời gian của tôi, em biết có 1 phút đó tôi kiếm ra được bao nhiêu tiền, tôi rảnh đó tôi đứng đây nói chuyện với tôi quẹt chị đừng hả? Chị đừng có chị vô mặt em nói chuyện như vậy. Bây giờ sao mày có cho tao vô không? Không có được, chị không có được như vậy. Ở đây quy định của em nói chuyện như thế. Không, không có quy định gì hết. Bây giờ tao muốn vô tao đóng mấy trăm triệu đây là tao đứng tao nghe mày nói hả? Nhưng mà không mày lại kêu vào quản lý. Chị mới vô trễ có 6 phút rồi lại sao không cho chị vô vậy? À chị ơi, chị cũng hay thường tập yoga nên chị biết mà 5 phút đầu là cái phần quan trọng nhất của buổi tập. Đó là phần khởi động và nó sẽ giúp cho bài tập nó diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu mà chị đã bỏ lỡ qua cái phần này rồi thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới buổi tập của chị. Và nó đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của chị nữa. Với lại em thấy bây giờ tâm trạng của chị cũng không có được bình tĩnh. Nhưng mà cái yoga thì nó cần một cái sự bình tĩnh nhất định thì chị mới giữ được cái sự cân bằng của cơ thể. Bây giờ chị như vậy thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chị đó. Nhưng mà vấn đề ở đây hả, thay vì là nó đứng nó chặn chị thì hả, chị đã được vô lớp chị tập rồi, bình thường mấy thầy vẫn cho vô có sao đâu. Trời em mắc cười quá rồi. Có 1 phút sau đó mà làm cái ghê quá rồi, làm gì khó dữ vậy. Trong phòng tập thì có rất là nhiều camera mà mấy ông quản lý của mấy ông thầy mà thấy mấy ông thầy cho chị vô là mấy ông thầy bị report, mấy ông thầy bị trừ cả nửa tháng lương mình chị. Mà mấy ông thì ở bên tốt bên Ấn Độ qua đây xa nhà xa quê rồi tiền bao nhiêu thứ tiền phải lo, tiền điện tiền nước tiền ăn ở tiền thuê nhà này nọ nữa, tội mấy chị ổng lắm chị. Nếu mà không phải là tụi em không cho chị vô đâu, không phải là ông thầy cũng không cho chị vô mà là vì ở phía bên trên nó như vậy rồi, nó có một cái sự quản lý nhất định rồi. Em á là em phải coi lại nhân viên, thái độ nhân viên của em làm việc ở trong cái chỗ này, một cái công ty lớn như vậy mà em nghĩ sao hả, em để nó xưng si với chị như vậy. Trời, nó còn phất tay chị ra nên em coi chịu nổi không, thái độ như vậy là không tốt rồi. Không thể nào mà chấp nhận được một cái nhân viên như vậy mà trong cái chỗ làm như thế này thôi. Thì đầu tiên em xin lỗi về cái vụ nhân viên của bên em, cái thái độ nó không được tốt. Tại vì con bé nó cũng mới vô làm chị, tại vì mới làm được 1 tuần thôi. Với lại nó mới thi đại học ra được, không có kinh nghiệm gì hết. Thì bây giờ chị bỏ qua cho nó nha. Thôi bây giờ chị đi xong hơi đỡ đi, 30 phút nữa là có một cái lớp yoga mới nữa. Chị có thể trong thời gian đó chị có thể thư giãn để đầu óc nó trở lại bình thường đã. Rồi 30 phút nữa chị dòng lại chị tập thì nó sẽ tốt hơn nha chị. Ok em, lần này chị bỏ qua không có lần sau đâu nha. Em là một trong những công ty lớn về thể dục thể thao như vậy mà hả, em để một nhân viên vậy mà phục vụ trong một cái dịch vụ như vậy là chết dịch vụ của tụi em luôn. Tụi em đang làm trong một công ty lớn, tụi em phục vụ khách như vậy, người ta mua một lần ta đâu có thể mua lần hai. Tao mua có mấy trăm triệu được lần đó, mua lần hai cũng không ai thèm giới thiệu bạn lên. Giới thiệu lên là anh kia mất niềm tin của mình, tự nhiên lên đây thì nó chẳng có nhau khó đâu em. À, chị thông cảm nha chị bỏ qua cho tụi em lần này bạn. Nhất định là em sẽ đào tạo cái nhân viên của em và cam kết với chị là cái chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nha chị, bỏ qua nha chị.